Xin chào các bác yêu thích năng lượng mặt trời. Hôm nay là 17 tháng 11 năm 2024. Hôm nay nhà em lại tiếp tục về hàng, đó là cái kẹp U Elox 304 dành cho hộp 3060 và 4080 nhé. Đấy. Hôm nay của nhà em về là được 2.000 bộ kẹp U Elox 304 của dòng 3060 và 1.000 bộ 4080. 4080 thì cái hộp nó to thì là ít người mua hơn. Đấy, chủ yếu là mọi người làm bằng hộp 3060 thì nó phù hợp. Đây. Cái mẫu nhỏ đây là mẫu 3060 này. Đấy. Cái này của nhà em thì ốc lục giác nhá. Ốc lục giác này nó giống như ốc ở trên cái kẹp biên kẹp giữa ấy. Đấy, nó không bị xỉ. Đấy. Cái thân này bằng inox này, cái này cái ốc đai này cũng bằng inox, con này cũng bằng inox hết. Đấy. Đây, 3060 này. Mỗi một thùng này là có 100 bộ nhá. Đây, nguyên viên thùng thì nó cho các bác xem. Một thùng này thì đóng gói là 100 bộ một thùng. Cái vật tư này từ sau bão ra ghi, cái này bán rất là tốt. Đây, đó, nó cho con túi này. Đây là ốc này, bô lông này. Kẹp đây. Elox 304 nên các bác dùng cực kỳ yên tâm nhé. Còn đây là hàng 4080 này. Ốc của nó đây. Cái loại ốc vuông ấy thì là nó khó làm hơn. Bên em đặt chủ yếu là đặt ốc lục giác này. Để vặn một cái lục giác này rất là dễ vặn luôn. Đây là 40 x 80. Những bác nào mà ở trên tầng cao mà ăn khi khung hộp ấy, thì chúng ta làm 40-80 sử dụng cái loại kẹp này. Đấy, còn bình dân thì sẽ sử dụng cái kẹp 30-60 này. Đấy. Hai cái kẹp này nó chênh nhau có 5.000 đấy nhá. Trên nhau 5.000 một bộ thôi. Đặc lệ. Ngoài cái vật tư này thì bên em sẽ có tấm pin năng lượng mặt trời, tuyến tần, rồi là các cái phụ kiện như là dây điện, tủ điện chẳng hạn. Bác nào có nhu cầu lắp thì cứ alo thôi. Cần mua vật tư thì cứ liên hệ bên em. Tấm pin các thứ đầy đủ hết. Về cái dây của năng lượng mặt trời thì nhà em có hai mẫu nhé. Là dây của Leader này. Dây của Leader là dây 6mm này. Đấy, còn dây này là dây của Thịnh Phát là có dây 6mm, còn dây Leader chỉ có 4 thôi nhá. Đây, 6 với cả 4 thì nó như thế này các bác này. Đấy. Nếu như mà bác nào sử dụng những cái tấm pin công suất lớn, truyền tải điện xa khoảng 50m chẳng hạn thì chúng ta mua dây 6 nhá. Còn dưới 50m thì mua dây 4 này. Đấy, dây 4 và dây 6 thì nói nó cũng khác nhau, to nhỏ nó cũng khác nhau. Đấy. Giá tiền thì nó chênh nhau là 9.000 một mét. Đấy. Hai cái loại dây chênh nhau 9.000. Cái cuộn 1.000, cuộn dây 6 này thì sẽ quấn ở cái cuộn cáp 1.000 này. Đấy, còn cái cuộn dây 4mm này thì là cuộn 100m một cuộn. Đấy là cái dây mà để kết nối cho tấm pin. Nếu như mà truyền xa ấy, thì mọi người sử dụng cái dây 6. Nó đắt hơn một chút nhưng mà nó sẽ không bị hao điện. Đấy, còn nếu mà ở gần thì mọi người sử dụng cái dây 4mm là vừa. Bản thân trên tấm pin nó chỉ 4mm thôi. Còn đây là dây tiếp địa. Dây tiếp địa thì bên em thường sử dụng là dây 10mm. Dây tiếp địa thường sử dụng là dây 10. Đấy là vòng cái dòng phụ kiện. Ngoài cái này thì có nhôm, có kẹp biên, kẹp giữa này. Đây hiện tại là cái dây cho năng lượng mặt trời này. Đây là dây của hãng Leader các bác nhé. Dây Leader thì bên em đang sử dụng dây sản xuất của 2024. Đây, ngày 2 tháng 4 năm 2024 này. Mỗi một cuộn này là 100m, có cuộn màu đỏ và cuộn màu đen, Leader chính hãng đây. Đấy, hàng nhập khẩu, đây, 100m này, 1 x 4mm vuông, 5,6 cộng 0,2 này. Đấy, một cuộn này là 100m, đấy, cuộn đỏ, cuộn đen đây. Đấy, bác nào mà dùng nhiều thì mua cả một cuộn này về kéo này. Đấy là về cái tấm... Về tấm pin nhá, với những cái tấm pin to như này, như tấm pin này là tấm 580 Himo X6 tràn viền chống bám bụi này. Thì cái dòng pin này thì sử dụng là mỗi tấm to thì mọi người cố gắng là mỗi một tấm sẽ giữ bởi 6 vị trí. Có thể sử dụng 6 cái kẹp U Elox 304. Đấy, hoặc là sử dụng 6 cái kẹp nhôm nhá. Đấy. Tấm này là tấm Gia này. Tấm Gia thì là 545 thì có 1,5 triệu một tấm thôi. Công nghệ là 11+3, bảo hành 12 năm.
Còn đây là tấm Longi 580 Himo X7, công nghệ 18+3 18 đường mạch này. Đấy, còn đây là cái tấm Himo X6 tràn viền chống bám bụi full black này. Bản xeo màu đen không có đường mạch này. Đấy, nó phẳng lờ như này. Tấm này thì vẫn là cao tiền nhất của nhà em này. Giá nó hơn 2 triệu một chút, còn các tấm kia nó có 1,5 triệu với 1,7 triệu, 1,6 triệu, 50 triệu. Ngoài ra có tấm Atron nhá, tấm Atron bảo hành tới 15 năm. Nhưng mà Atron em đang không để ở kho này. Thì ngoài ra những tấm ít tiền hơn tấm 450 thì có tấm Vsun 450 nhá, Vsun 450 có 1,35 triệu thôi. Đó. Nhưng mà đa số đang bán được là bán hàng Gia 545, 1,5 triệu, công suất lớn mà giá tiền rất là kiêu chi là hợp lý. Biến tần thì bên em có các dòng biến tần của Dyer, của Lux Power. Dyer thì có các phiên bản như là con Dyer này là con 6kW SG05 LP1-EU-SM2, đây là bản 6 khí mới nhất này. Đấy, bản mặt có cái phím màu đen đấy, SM2 này. Đây là con 6 khí. Con này là con 16 khí SG05 LP3 là 3 pha SM2 đây. Con này là 16kW, có 16kW, 20kW. Hoặc Lux Power bản Gen, Lux Power bản Lux Power bản SLA hoặc là bản EcoBit. Đấy, còn đây là con gì nhỉ? Con Segatech hay con Lumen Chi. Đợt này Lux Power chiều nay bên em sẽ về cái hàng Lux Power phiên bản SLA mới của tháng 11 năm 2024. Bản đó đã được cải tiến, nâng cấp về phần chống bụi, nâng cấp về công suất và nâng cấp về tải ra. Nâng cấp tất cả, nó có 4 mục nâng cấp mới. Em sẽ có một cái video chi tiết về cái sản phẩm đó cho mọi người. Còn đây là cái bản EcoBit được bảo hành 5 năm. Biến tần này giống như con biến tần SLA nhưng mà người ta thiết kế ở dạng xếp chồng như này. Pin và biến tần đều được bảo hành 5 năm nhé. Mà giá thì chỉ nhỉnh hơn con SLA một chút xíu thôi. Ngoài biến tần này thì bên em có biến tần hòa lưới đây. Hòa lưới bám tải thì có loại 6kW này, 6kW của Energy này và 3kW của Energy. Ngoài ra thì có dòng bám tải của Dyer, có các mẫu 3kW, 5kW, 6kW, 8kW và 10kW một pha. Đây là các cái tấm pin Gia này. Pin thì nhà em đang nhiều kho lắm, chủ yếu là bác nào ở gần Hưng Yên thì chở Hưng Yên thôi, bác nào gần Bắc Linh em xuất từ Bắc Linh. Còn bác nào ở quận 12 thì xuất từ quận 12 hoặc xuất từ Bình Dương nhé. Đây pin. Nói chung là rất nhiều các cái hãng biến tần nhưng mà chủ yếu bên em đang bán hai hàng chính là Lux và Dai thôi. Đấy, Lux Power thì có cả bản 12kW SLA nhé. Pin lithium thì có pin cao cấp của SVE này. Còn cao cấp hơn thì có pin Hina bảo hành 10 năm. Kèm với các cái biến tần gen. Biến tần gen 10 kg hoặc là gen 6 kg. Đây, con này là con gen 10 này. Ở dưới đây là con chip 15kW 3 pha của dòng Lux Power. Lux Power thì có dòng 10kW 3 pha, 15kW 3 pha và 20kW 3 pha. Còn dòng Dyer thì bên em có 12kW 3 pha, 8kW 3 pha, 16kW 3 pha và 20kW 3 pha. Pin lithium thì đợt này chủ yếu là pin Battec nhá. Pin EVE bên em cũng sắp hết rồi, còn một ít thôi. Để đóng cho các cái khách hàng đặt sẵn rồi. Bác nào có nhu cầu cần những cái sản phẩm gì liên quan tới năng lượng vật tư của năng lượng mặt trời thì có thể liên hệ bên em. Rất nhiều sản phẩm đa dạng và giá cả nó cũng hợp lý tùy từng loại sản phẩm. Phiên bản bình dân cũng có, phiên bản cao cấp cũng có và siêu cao cấp cũng có. Nó rất là nhiều các cái món rất là hay ho. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Cảm ơn các bác có nhu cầu đặt hàng thì cứ liên hệ bên em số điện thoại trên màn hình nhé. 0987006938. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.